gì đó mình không hình dung được, nhưng mà rất là nhiệm màu. Trời ơi. À, cái này giống như cái con thuyền luôn nè, cái bè thuyền ở dưới nè, thấy không? À. À, ở dưới cái con tàu nó có cái đuôi á, cái đuôi bánh lái á. Dạ. Ở dưới đó. Đây là cái hướng đi ra khơi mà lăn tới đây. Nó là cái mình gọi là cái viên đá thôi, chứ thật sự đây là cũng một cái vị thần linh ở núi. Đó. Dạ. Thì ngài tự lăn xuống đây thì ngài chọn cái điểm dừng là ở cái chỗ này. Dạ. Nhưng mà theo cái cách mình thiết nghĩ là nếu như cái viên đá này mà đã lăn rồi thì đã lăn khủng khiếp lắm. Cái trớn của ngài lăn là khủng khiếp lắm. Dạ, có thể là lăn xuống dưới luôn. Có thể là bay luôn xuống vực hẫm xuống đồng bằng, nhưng tới đây là ngài dừng trở lại. Mà cái chiều hướng dừng lại thì quý vị nhìn thấy không? Rất là hay. Đó. Dạ. Cái tư thế dừng rất là hay. Dừng chặn cái đường lên này rất là hay. Cái này nhìn ngộ quá, nó nhìn lạ quá, kỳ quá. Quá kỳ lạ. Đây là giống như là cái đuôi của cái bánh lái của con tàu. Ừ. Nhìn kỹ không? À, dạ. À, nhìn kỹ nó có cái khớp nào mà giống cái đuôi bánh lái hay sao? Ừ. Đây, rồi sao nè các bạn. Giống như bị chóc chân lăn xuống. Ừ, hay lắm. Nhưng mà rất là lớn luôn chứ đâu có nhỏ đâu. Mà nếu cái trớn lăn được thì lăn tròn xuống thì... Đây thì về ngay chân chỗ này nè. Thì xong rồi mới lăn xuống tới đây thôi, lăn gần thôi chứ không có xa. Tới đây rồi dừng lại luôn. Lộ ở đường dưới là bể cho các bạn lúng nè, nặng lắm luôn á. Thì nãy giờ em Tăng chở anh em tụi mình đi núi đó các bạn. Thì nói chung em Tăng cũng biết một số ít về cái di tích ở trên này rất là nhiều. Thì cảm ơn em Tăng đã chia sẻ những cái thông tin rất là tốt và bổ ích cho những bà con, quý cô bác cũng như là Kỳ ở đây, để biết thêm cái về cái vùng núi Ba Thê có nhiều cái địa danh. Là giống như một số người sẽ không biết đó các bạn, quý cô bác, quý anh chị sẽ... Mình có biết đâu, mình là dân An Giang thiệt, nhưng mà mình cũng đi núi Ba Thê lần đầu tiên thôi. Chứ lần đầu tiên trong đời thôi. Nhưng hôm nay mình đủ duyên đi các bạn, thì mình đi á. Thì họ làm con đường rất là đẹp. Đường chạy xe rất là dễ, chạy xe Honda lên bình thường thôi. Bây giờ mình đi qua núi Cô Tô. Dạ dạ. Rồi tiếp theo chuyến hành trình của Kỳ sẽ lên trên núi Cô Tô. Xong rồi Kỳ sẽ đi về.